Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chủ đề của livestream session ngày hôm nay, đó là topic family members. Mình không nghĩ đây là một cái topic quá là lạ so với mọi người, và mình nghĩ là hầu hết tất cả mọi người đều bắt đầu học tiếng Anh với topic là family. Ok, chúng ta sẽ tập nói về bố mình, mẹ mình, ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, và các em họ, các thứ, đúng không? Tuy nhiên là mặc dù nó là cái topic rất là cơ bản và nó quen thuộc với mọi người nhé, nhưng mà để mà đào sâu vào nó thì mình nghĩ là nó không dễ một tí nào đâu. Nhất là khi mình phải tạo một thành viên trong gia đình. Ok, ngày xưa mình rất là sợ cái phần bài văn mà mô tả mẹ em hoặc mô tả bố em hay gì đấy. Mình không thể giỏi viết văn, và ngày đấy mình không biết là một bài văn tốt phải viết như thế nào cả. Thì theo mọi người như thế nào, nếu như bây giờ chúng ta phải tạo một cái thành viên trong gia đình của chúng ta thì mình sẽ nói về những cái ý như thế nào? Mình sẽ nói về ngoại hình, nghề nghiệp, tuổi tác, gì nữa không? Ok, comment xuống đây giúp mình nào. Nếu chúng ta phải tạo người thành viên trong gia đình, chẳng hạn như bố của chúng ta đi chẳng hạn, chúng ta sẽ nói về những thông tin gì? Ngoại hình này, tuổi tác này, công việc làm gì ? Ở nhà thì bố mình chăm lo gia đình như thế nào ha? Thì nó hơi chung chung đúng không? Và nó cũng sẽ khá là khó để chúng ta có thể hình dung ra rõ ràng là trong cái bài này từng phần một chúng ta sẽ nói cái gì. Ok, và đấy là mục tiêu của bài chữa hôm nay. Mình sẽ cố gắng xây dựng lên một cái form để chúng ta trả lời. Và trong trên app MyMS của mọi người thì cái nội dung câu hỏi được tách ra là 4. Nhưng mà hôm nay mình sẽ gộp tất cả 4 cái câu hỏi này lại để trả lời một lần luôn. Và mình sẽ coi nó như một cái phần trả lời cho speaking part 2 nhé. Ok. Alright, so here's a question. Describe the family member that you spend the most time with. Và ok. Và đây sẽ là cái sườn của mình. Background, describe feelings in comments. Mình nghĩ là cái này mọi người vẫn còn nhớ chứ đúng không? Với những cái live stream trước mình cũng đã sử dụng cái form tương tự rồi. Nhưng mà mọi người nhớ giúp mình nhé, mình vẫn phải nhắc lại đấy là đây nó chỉ là gợi ý của mình thôi. Và tất nhiên là cách chia này nó vẫn chưa hoàn hảo. Và bản thân mình khi mình nói thì mình vẫn thường mình còn thêm một vài phần nữa cơ. Nhưng mà đây sẽ là những cái phần nội dung cốt lõi và cơ bản nhất. Và nếu như mọi người hoàn thiện được 3 cái phần này thôi là cái nội dung của mọi người đã đạt được khoảng 70-80% rồi. Và nếu như mọi người muốn nó hay hơn thì chúng ta phải đưa thêm một số cái chi tiết nữa mà mọi người muốn vào. Còn trong cái bài chữa ngày hôm nay mình chỉ nói về những cái nội dung cơ bản và cần có của một cái bài nói về một thành viên gia đình thôi. Ok. Alright, let's begin. We're going to talk about a family member that we spend the most time with. For this question, I will describe my father. Okay? So, in this part, talk about some basic information. Who this person is? What does he or she do? Is this person busy? Does he or she spend a lot of time with your family? Okay. Tại sao nó lại chi tiết như thế này ? Tại sao nó lại có những cái thông tin là người này có bận không? Người ta có dành nhiều thời gian với gia đình không? Lý do là như sau. Ở trong cái phần đầu tiên, cái dấu chấm đầu tiên mọi người có thể thấy who this person is, đây là cái điều hiển nhiên đúng không nào? Ai, mình nói về ai, hiển nhiên là phải có. Nhưng mà trong cái phần thông tin cơ bản này mình rất không muốn nói về tên tuổi và nghề nghiệp nếu như nó không có sự liên kết gì với cái phần còn lại của bạn. Ok, nếu như mà cái tự nhiên mọi người nói một câu là I want to talk about my father, he's 50 years old and he's an accountant, và nó không có bất cứ một cái liên hệ gì với cái phần đằng sau ấy, thì cái câu đấy nó nghe rất giống với cái văn của học sinh cấp 1 đúng không nào? Cứ liệt kê ra thôi. Và bản thân mọi người khi mọi người nói ra những câu như thế, mình tin là mọi người cũng sẽ thấy nó hơi gượng gượng khi mà những cái thông tin trong bài nó không có sự liên kết. Alright, thế nên đây là một cái trường hợp đặc biệt, mình sẽ nói về nghề nghiệp của bố của mình. Ok, thật ra thì mình đây là nói về ví dụ thôi. Ok, mình sẽ nói về nghề nghiệp của cái người bố này. Alright, và mình sẽ kết nối cái nghề nghiệp đấy với cái việc là người ta có bận rộn hay không, và qua đó mình thể hiện là người ta có dành nhiều thời gian với gia đình hay không. Ok, bởi vì cái đề bài đang hỏi là nói về một người mà mình dành nhiều thời gian nhất mà. Right, ok.
If you're satisfied with this, spend 2 minutes writing down the answers. Okay? Mình sẽ cho mọi người 2 phút, mọi người sẽ viết cái câu trả lời cho phần background này xuống giúp mình. Hurry up. Okay? 2 minutes starting now. Okay. Phần đầu này mình đơn giản đề cập đến là bây giờ tôi muốn tả nói về bố tôi, cái người mà tôi dành nhiều thời gian nhất trong gia đình tôi là bố tôi. Bố tôi làm nghề này, công việc của ông ấy rất là bận rộn nhưng mà ông ấy vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình chẳng hạn. Hoặc là thật ra công việc của bố tôi nghe như vậy thôi nhưng mà nó khá là nhàn hạ và thế nên là bố tôi có điều kiện để dành rất nhiều thời gian với gia đình. Ok, chẳng hạn như vậy. Type ra nhé. Ok, trong bạn nào type xong rồi thì chúng ta cùng theo dõi tiếp cái phần chữa nội dung của mình nhé. Đây là về ý. Nhắc mình nhắc lại, mình sẽ nói cái người mà mình muốn dành nhiều thời gian nhất trong gia đình này là ai. Mình thường dành nhiều thời gian nhất cho là ai. Người ta làm nghề gì? Cái nghề đấy nó có bận không? Và người ta có dành nhiều thời gian với gia đình không? Ok, let's go. Now I'd like to talk about my dad, whom I spend most time with. My dad used to work as a construction manager, but he's retired now. Back in the days when he was still the breadwinner of the whole family, my dad was extremely busy with his packed schedule, but I still try to spend as much time with him as possible. Okay, phần đầu tiên giới thiệu. Mình sẽ nói về ai. Now I'd like to talk about my dad. Simple, right? Whom I spend most time with. Người mà tôi dành nhiều thời gian nhất. Ok. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ. Và cái đại từ quan hệ mình sử dụng ở đây là đại từ whom. Bởi vì là cái từ whom này thay thế cho my dad đúng không nào? Và trong cái câu mệnh đề quan hệ này, cái từ my dad đóng vai trò như là một tân ngữ. I spend most time with my dad. Right. Nên mình phải dùng từ whom. Ok, tiếp tục nhé. My dad used to work as a construction manager. Chúng ta có từ used to. Used to có nghĩa là đã từng làm cái gì và bây giờ không còn làm cái đấy nữa. Nhớ giúp mình từ này. Từ này cũng khá là hay, mình cũng rất hay dùng nó. My dad used to work as a construction manager. So what is construction manager means? Construction manager quản lý công trường à? Nôm na nó thể dịch như vậy đúng không? Hoặc là giám đốc xây dựng, mình có thể dịch hiểu theo nghĩa như vậy. But he is retired now. Nhưng bây giờ bố tôi nghỉ hưu rồi. Ok. Chúng ta có một cụm từ trạng ngữ chỉ thời gian. Back in the days. Đây là nó là spoken language nhá. Nó hoàn toàn là văn nói thôi. Back in the days means ngày xưa. Ngày xưa hoặc là hồi xưa. Hồi xưa khi mà bố tôi vẫn còn là breadwinner of the whole family. So the phrase breadwinner is very important. So I should highlight it. I think I should highlight it. Breadwinner. What does it mean? The breadwinner, guys. Breadwinner mình dịch trong tiếng Việt là trụ cột trong gia đình nhé. Trụ cột về kinh tế. Ok. Breadwinner tức là cái người đi ra ngoài mà lấy được bánh mì về cho gia đình ấy. Thì ở những cái nước Anh, nước châu Âu ngày xưa thì bánh mì là cái thực phẩm chính rồi. Có bánh mì là như kiểu mình có gạo, có cơm ấy. Alright, so the breadwinner means trụ cột của gia đình. Okay. So back in the days when he was still the breadwinner of the whole family, my dad was extremely busy with his packed schedule. Extremely busy, cực kỳ bận rộn
with his packed schedule. Schedule là cái lịch trình đúng không ạ? Lịch trình làm việc. Packed ở đây là thật cứng. Thì mình có thể packed schedule ở đây mình có thể hiểu là cái lịch trình làm việc dày đặc. Okay. Okay. Back in the days when he was still the breadwinner of the whole family, my dad was extremely busy with his packed schedule. Hồi xưa khi mà bố tôi còn là cái nguồn thu nhập chính cho gia đình, hoặc là hồi bố tôi còn là trụ cột của cả gia đình, thì bố tôi rất là bận với cái lịch trình làm việc dày đặc. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất với ông ý có thể. Okay. But I still try to spend as much time with him as possible. Chúng ta có cấu trúc as much as possible. Cái này mình đã giới thiệu đâu đó ở trong cái lesson 1 hoặc là 2 của cái buổi livestream này. Đúng không? Nhiều nhất có thể. Rồi nhá, xong nhá, đây là câu hỏi, câu của mình nhá. À, mình vẫn đang chờ mọi người tiếp tục cho mình những cái phần trả lời của mọi người và mình sẽ có thể chữa nó ở trong phần Q&A. Ok, now moving on to the second part. Ok, với pack schedule chúng ta có nghĩa là một cái lịch trình bận rộn. Alright, moving on to the second part. In this part, we describe that person. Ok, chúng ta sẽ mô tả người đó. Cá nhân mình thì mình rất sợ mô tả ngoại hình. Mình không biết vì sao nhé, nhưng mà khi mình mô tả ngoại hình mình toàn bị liệt kê thôi. Ví dụ ngày xưa khi tả người thì có hai kiểu, có cái một số cái mẫu như là tóc suôn dài, rồi mắt long lanh, mũi dọc dừa hay gì đấy ấy. Thì mình chỉ nhớ được mấy cái đấy, mình sẽ viết kiểu như là cô giáo em có cái này và cái này và cái kia, chứ anh không biết viết mô tả thế nào cho nó chứ mình không hề biết viết mô tả thế nào cho nó hay, cho nó tự nhiên. Thế nên là trong trường hợp này mình không nghĩ là mình bị cá biệt đâu nhá. Mình thấy rất nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong việc mô tả ngoại hình. Và cụ thể thì trong cái bài này á, nếu như cái ngoại hình của bố mình nó không có gì đặc biệt và nó không kết nối gì với cái nội dung còn lại của bài ấy, thì mình nghĩ là mình không nên nói về nó và mình sẽ tập trung nói nhiều hơn về tính cách. Ok, mình sẽ nói nhiều hơn về tính cách và để tránh cái việc là bị lập từ như mình, bị lập cấu trúc, bị liệt kê như mình, là chẳng hạn như là bố tôi là người rất tốt bụng, bố tôi là người chăm chỉ, thêm bên cạnh đó bố tôi cũng rất là quan tâm chăm sóc với gia đình. Ok, nên thì nói một câu là hết sạch ý rồi. Thì để tránh cái trường hợp liệt kê xảy ra, mình hãy chia ra làm các cái phần, chia cái phần describe này ra làm các phần nhỏ hơn nhá. Chẳng hạn khi mình nói về characteristics, nghĩa là tính cách đúng không ạ, mình sẽ chia ra tính cách ở chỗ làm và tính cách ở nhà. Như vậy là nó có hai phần riêng biệt rồi, đỡ bị lầm, đúng không nào? Ok, tính cách khi mà chúng ta nói về tính cách khi đi làm thì mình sẽ thường có một số những cái ví dụ như thế này. Ví dụ như là strict có nghĩa là nghiêm khắc, disciplined là có tính kỷ luật, to earn respect from colleagues có nghĩa là nhận được cái sự tôn trọng từ những người đồng nghiệp. Ok, sau đấy thì mình sẽ nói đến at home, đúng không nào? Cái tính cách của bố tôi ở nhà, và trong cái trường hợp at home này, trong cái phần at home, tính cách khi bố mình ở nhà này, mình sẽ kết hợp nó với các hoạt động mà mình thường làm cùng với bố. Ok, ví dụ hôm nay trong trường hợp này mình nêu ra là he's a friend, at home he's a friend, ở nhà thì bố tôi cũng như là một người bạn của mình vậy. Ok, là một người bạn thì sao? Là một người bạn tức là có thể là một người biết lắng nghe để cho mình tâm sự, hoặc là một người mà cùng mình chơi thể thao, đúng không? Mình nghĩ là đây cái điều này nó khá là đúng với một khá là nhiều người bố, đúng không? Ok, nào đây là cái nội dung và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển nó thành bài viết nhé, chuyển thành nội dung trả lời nhé. Ok, vì cái phần này nó hơi mới một chút nên là thôi cái phần này mình sẽ hướng dẫn mọi người trả lời luôn. Ok, ở chỗ làm không cần phải linking words gì cầu kỳ, mình nói at work thôi. Ok, bắt đầu một trạng ngữ lúc nào cũng là ok rồi. At work, my dad is considered a disciplined worker and a strict boss. Ở chỗ làm thì bố tôi được coi là một cái nhân viên, một cái người làm việc có kỷ luật và là một cái người sếp rất là khắt khe, nghiêm khắc. Ok, to be considered something là được coi là nhá. Ở những cái phần trước mình đã có giới thiệu từ này rồi, hôm nay mình sẽ không nhắc lại nữa. He also takes part
punctuality very seriously. That's why nobody's ever seen him coming to work late. Okay? To take something seriously có nghĩa là coi trọng cái gì. Và trong trường hợp này mình sử dụng là từ punctuality, là cái việc đúng giờ. Bố tôi rất coi trọng cái việc đúng giờ. Thế nên đấy là lý do vì sao mà không ai từng thấy bố tôi đi làm muộn. Chỗ này mình làm ngắn thôi, vì đây nó không phải là trọng tâm của bài, đúng không? Đây là tả cái người mà mình dành nhiều thời gian nhất cùng với người ta. Thế nên là trong cái phần tiếp theo, phần describe tiếp theo, tính cách của bố tôi ở nhà và kết hợp với những cái hoạt động mình thường làm với bố, đấy là cái phần trọng tâm của bài này. Ok. Rồi, nếu mọi người không kịp thì mọi người có thể cam màn hình nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Ok. Alright, let's move on. À, chỗ này nhá. Cái chỗ phải S ở đây vì phải S ở đây nó không giống nhau đâu nhá. Phải S ở đây có nghĩa là is. That is why. Đó là lý do vì sao. Nobody, chỗ phải S này nó lại thay thế cho has nhá. Mình dùng hiện tại hoàn thành thì mình sẽ có trợ động từ là has. Bởi vì nobody mình sẽ chia số ít mà. Nobody has ever seen him coming to work late. Alright, let's move on. Ok, đây là cái phần mình nói về bố mình ở nhà. Và câu nối của mình là but he seems like a completely different person when he's home with us. Nhưng mà bố tôi dường như là một người hoàn toàn khác khi mà bố tôi ở nhà với chúng tôi. Ok, đơn giản là đúng không nào? Apart from being a kind father, mình cũng đã nói đến apart from rất nhiều lần rồi. Apart from có nghĩa là ngoài việc. Ngoài việc là một người bố rất là kind, kind là tốt bụng mà, mình dịch là hiền đi. Apart from being a kind father, ngoài việc là người bố rất là hiền từ, he's also a friend, bố tôi còn là một người bạn, who is always willing to listen to my stories, người mà luôn luôn sẵn sàng nghe, lắng nghe các câu chuyện của tôi. To be willing to là sẵn sàng, tự nguyện làm một cái việc gì đó. Ok? He's also a friend who's always willing to listen to my stories. Bố tôi cũng là một người bạn mà luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của mình. I find it really comfortable to confide in him and ask him for advices. Tôi thấy cái việc nhá. I find it comfortable to do something thì mình sẽ dịch nữa là tôi thấy cái việc đằng sau này là comfortable. Ok. Tôi thấy cái việc tâm sự với bố tôi và hỏi ông ý lời khuyên rất là thoải mái vì bố mình rất là gần gũi. Ok. Thêm một ý nữa, play football nữa đúng không? Ok, thế thì khi mình còn bé, when I was a kid, he used to teach me football and spend hours in the backyard playing with me at weekends. Backyard ở đây là cái sân sau. Ok. Chỗ này thì mình vừa mô tả một phần tính cách của bố mình và mình cũng vừa kết nối nó với những hoạt động mà mình thường làm cùng với bố luôn. Thì cái nội dung như vậy mình nghĩ là tối ưu rồi. Ok. So the first characteristic is that he's kind. As a father, he's kind. Ok. He's a good listener. Alright. And he played football with me as a kid. Ok. Khi mình còn bé thì mình sẽ vừa nói được cái characteristic mà vừa nói được những cái hoạt động mình thường làm cùng với nhau. Ok, trong cái câu phần này thì mọi người nhớ giúp mình to be willing to là sẵn sàng làm một công việc gì đó. Ok, sẵn sàng làm việc gì nhá. To confide in somebody là tâm sự với ai. Ok. Alright, the very last part is the part when you talk about your feelings. And as I've mentioned so many lessons before, when you talk about positive feelings, say what I love most about my something is that. Okay? Trong trường hợp này mình sẽ nói là what I love most about my dad is that. Okay? Rồi, thì cái này thì mình chia sẻ một chút nhé. Là trong quá trình mà mình... Okay, back to this.
trong quá trình mà mình viết cái lên ý cho cái phần characteristic này, mình có nói mình có lên ý như sau. Đấy là at home thì bố mình là người bạn, và bên cạnh đấy bố mình còn là một người thầy nữa. Mình có thêm một cái ý ở đây là he's also a teacher, bố mình còn là một người dạy thầy dục đối với mình nữa. Nhưng mà trong khi mình nói ra và khi mình viết nó ra thì mình thấy cái phần này khá là dài rồi, và cái phần mà bố mình là đối với mình, bố mình như là một người thầy ấy, thì mình nghĩ cái phần đấy cũng khá là emotional ha, nó có một tí cảm xúc hay gì đấy ở trong đấy, nên là mình sẽ đưa cái phần bố tôi là người thầy của tôi vào feelings. Ok, rồi thì quay trở lại feelings nhé. Alright, mình sẽ sử dụng cấu trúc câu như ở trên slide. What I love most about my dad is that he was my first and has always been my teacher ever since I was a baby. Ok, điều tôi yêu quý nhất về bố tôi đó là ông ấy là người thầy đầu tiên, cũng như là vẫn luôn là một người thầy đối với tôi kể từ khi tôi còn là một đứa bé bé xíu. Ok, alright, cấu trúc câu sau khá là phức tạp, mọi người cùng tập trung nghe cho mình nhé. Mình sẽ xuống dòng trước cho nó dễ nhìn. Ok, alright, điều tôi yêu quý nhất của bố tôi về bố tôi là người thầy đầu tiên cũng như luôn luôn là người thầy đối với tôi kể từ khi tôi còn một cái đứa bé. Ok, not only did he show me the difference between right and wrong, he also taught me manners and prepared me for my future life by showing me how to handle tools and fix household objects. Ok, cái điều tôi yêu quý nhất của bố tôi là người thầy, thế nên là trong cái phần tiếp theo mình muốn khai triển bằng cách là nói cho người nghe biết là bố tôi đã dạy tôi những cái gì. Ok, và để liệt kê ra những cái gì bố tôi dạy, thay vì việc dùng những cấu trúc nó quá khô khan như là my dad taught me to do this, to do that, to do A, to do B and then do C. It's very repetitive, right? Nó rất là bị lặp nếu chúng ta bị liệt kê như thế. Thế nên là nếu chúng ta muốn liệt kê khéo thì mình hãy dùng cấu trúc not only but also. Ok, không chỉ mà còn. Alright. Và mọi người để ý giúp mình là khi mà not only chúng ta để đầu câu thì chúng ta phải đảo ngữ ở trong cái câu đầu tiên ngay liền sau cái not only đấy, đúng không nào? Thế nên chúng ta sẽ có cái câu là not only did he show me the difference between right and wrong, không chỉ cho tôi biết thế nào là đúng nào là sai, bố tôi còn dạy cho tôi, he also taught me manners, các cái cách cư xử cho đúng mực, và chuẩn bị cho tương lai của tôi, prepared me for my future bằng cách nào? Bằng cách showing me how to handle tools and fix household objects, bằng cách chỉ cho tôi cách sử dụng những cái dụng cụ trong nhà và cách sửa đồ đạc trong nhà. Ok, mặc dù câu nó trông nó khá là cầu kỳ nhưng mà thật ra thì về ý nó đơn giản lắm ạ. Bố mình dạy cho mình cái gì ạ? Dạy cho mình điều hay lẽ phải, dạy cho tôi cách cư xử đúng mực, và dạy cho mình cách sử dụng dụng cụ và sửa chữa đồ đạc. Đó, ba cái thứ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta khéo léo sử dụng ngữ pháp thì câu của chúng ta nghe sẽ rất là hay, đúng không nào? Not only did he show me the difference between right and wrong, he also taught me manners and prepared me for my future life by showing me how to handle tools and fix household objects. Ok, very good, already, right? Rồi, thế thì để ý giúp mình này. Ở cái vế đầu tiên, mình nói bố mình là teacher. Và ở trong cái đoạn thứ hai, mình đã giải thích cho cái việc dạy của bố mình bằng ba cái từ khác nhau. Đầu tiên là show me the difference between right and wrong. Ok, đấy là cụm đầu tiên, đấy là cái đầu tiên chúng ta được dạy, đúng không? Và cái thứ hai, chúng ta dùng từ taught, có nghĩa là từ teach thôi, dạy bình thường thôi, đúng không? Và cái thứ ba đó là prepare for my future, đúng không? Chuẩn bị hành trang trong tương lai cũng đồng nghĩa việc là bố mình dạy mình những cái kỹ năng cần thiết. Ok, thì cái việc chúng ta không dùng lặp đi lặp lại cái từ teach nó đã giúp chúng ta khá là nhiều rồi, cái câu trả lời của mình nó không bị gọi là monotone, nó không bị một màu ấy.
Và cái việc mà mình có nhiều ý, mình có thể nghĩ ra nhiều cái thứ mà bố mình đã dạy mình như mà mình show ra ở trong bài như thế này là một cái điều rất là tốt. Ok, và câu trả lời này mình khá là ưng. Cái câu riêng cái câu not only but also này thôi. Not only và also này thôi, mình khá là ưng cái câu này. Alright. Rồi, và cuối cùng thì mình có một cái kết chứ nhỉ, đúng không? My dad has always been a role model for me to look up to. Hopefully one day I can grow up to be a great father just like him. Đơn giản thôi. Cái kết thì bố tôi vẫn luôn là một cái hình mẫu để mình noi theo. Và hy vọng là một ngày khi tôi lớn lên tôi có thể làm một người bố tốt như là bố của mình. That's it. Chúng ta cứ từ role model là hình mẫu. Alright. Capture the screen for me. Alright, chúng ta cap màn hình nhá, bởi vì chỗ này nó không có nhiều từ vựng mới, nhưng mà cái cấu trúc ngữ pháp cũng như là cái cách chúng ta sử dụng ý thì mình muốn mọi người tham khảo. Nếu như mọi người có thể sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt, không bị gò bó vào theo một cái cấu trúc bất kỳ nào như mà như là cách mình đang làm ở trên đây, thì mình sẽ rất là hài lòng với câu trả lời của mọi người. Ok, thế thì làm thử một lần từ đầu nhá, xem là đối với speaking part 2 thì bài này liệu có điều liệu, liệu có đủ từ đủ dung lượng hay chưa. Ok rồi, cùng bắt đầu lại từ đầu nhá. Ok, talk about the family member that you spend most time with. Alright, now I'd like to talk about my dad, whom I spend most time with. My dad used to work as a construction manager, but he's retired now. Back in the days when he was still in when he was still the breadwinner of the whole family, my dad was extremely busy with his packed schedule, but I still try to spend as much time with him as possible. At work, my dad is considered a disciplined worker and a strict boss. He also takes punctuality very seriously, and I think that's why nobody's ever seen him coming to work late. But he seems like a completely different person when he's home with us. Apart from being a kind father, he's also a friend who is always willing to sit down and listen to my stories, and I find it really comfortable to confide in him and ask him for advices. When I was a kid, he used to teach me football and spend hours in the backyard playing with me at weekends. What I love most about my dad is that he was my first and has always been my teacher ever since I was a small baby. Not only did he show me the difference between right and wrong, he also taught me the manners and prepared me for my future life by showing me how to handle tools and fix household objects. All in all, my dad has always been a role model for me to look up to, and hopefully one day in the future I can grow up to be a great father just like him. That's it. Ok, mình vừa bấm giờ thì lúc nãy mình nói trong khoảng cũng phải được hơn 1 phút, 1 phút rưỡi á. Alright, gần 2 phút cơ. Thế nên là mình nghĩ là đấy, nội dung câu cái bài này là khá là ổn. Alright. Alright, tóm lại những cái gì chúng ta cần nhớ trong cái bài này. Mình sẽ quay trở lại cái slide đầu tiên. Đây. Tóm lại ấy, là hầu hết các câu trả lời câu hỏi speaking part 2 mọi người có thể giải quyết nó với ba cái nội dung bất di bất dịch, đó là background, describe, feelings and giving comments. Ok, đối với phần đầu tiên background thì hãy đưa ra những thông tin chung chung nhất và cơ bản nhất. Ok, và đảm bảo là hãy cố gắng lựa những cái thông tin cơ bản nào mà mình có thể kết nối nó với những cái phần đằng sau của bài nhá. Ok, phần thứ hai đó là phần mô tả, và mô tả thì thường có thể sẽ kết hợp với cái phần mô tả hành động ở trong cái phần thứ hai này, thì để cái việc mô tả chúng ta không bị lập và không bị kiểu liệt kê thì mọi người hãy chia ra làm các cái phần nhỏ hơn, ví dụ như là một cùng là mô tả một người nhưng mà chúng ta mô tả người ta khi ở chỗ làm sẽ khác, khi người ta ở nhà sẽ khác, khi đi chơi khác, khi đi công việc nó sẽ khác, đúng không nào? Và phần cuối cùng thì chúng ta hãy đưa ra cảm nghĩ của mình. Như những bài lần trước ấy, bất cứ khi nào chúng ta nói về cảm nghĩ, chúng ta có quyền nói về cảm nghĩ tích cực và cảm nghĩ tiêu cực. Nhưng mà cái bài này chúng ta nói về bố, family members của mình,
Thế nên là mình không đưa một cái tiêu cực gì vào, nhưng nếu mọi người có một cái nét tiêu cực gì về những cái thành viên trong gia đình mà mọi người muốn đề cập đến và mọi người có thể đề cập đến thì mình nghĩ mọi người nên đưa vào để cho cái bài được đầy đủ hơn. Ok. Thank you very much. Let's move on to the Q&A. Prepare some questions for me. Alright, as I would love to see a lot of questions. Okay, thank you very much.